Hôm nay các bạn sẽ qua bài listening đầu tiên ha, listening mới ha. Và thầy tổng quát chút xíu thì cái phần listening của mình là có 4 phần ha, cho bạn nào chưa biết. Thì phần K1 mình chỉ học phần 1 và phần 2 thôi. Chút chút nữa bạn nào học phạm vi nâng cao, học thêm nâng cao á thì là chút nữa ở lại K2 học luôn nhé. Và phần đó thì chút nữa thầy sẽ hướng dẫn phần 3 4 là phần phần nâng cao cuối luôn á, phần nâng cao, phần nâng cao, phần trung bình cho đến phần phần cuối luôn. Thì chút nữa phần đó K2 thì thầy mới hướng dẫn. Rồi các bạn sẽ làm phần 1 và phần 2. Thì phần 1 chủ yếu là điện từ. Phần 1 chủ yếu là điện từ. Và cách học là thầy sẽ cho các bạn nghe 2 lần. Thầy sẽ gửi trước chứ. Đối với lớp cơ bản thì thầy sẽ gửi trước ha. Câu hỏi đó là loại từ gì? Và thầy sẽ dịch câu hỏi cho các bạn có thể đoán trước ha. Và sau đó các bạn sẽ nghe 2 lần. Sau 2 lần đó tất cả các bạn sẽ ghi đáp án cho thầy từ 1 cho tới 10 ha. Nó chia theo 4 phần và mỗi phần là 10 câu đó các bạn. Và sau khi ghi xong, sau khi đưa đáp án xong thì thầy sẽ cho các bạn coi cái phần. Sau khi các bạn ghi câu trả lời xong thầy sẽ đưa cho các bạn cái phần đáp án và mình coi từng phần mình đúng bao nhiêu câu. Và mình sẽ sửa qua script để cho các bạn biết chính xác nội dung nó là gì. Và bước cuối đó là các bạn sẽ nghe lại script để tập nghe ha, và mục tiêu thầy hướng tới cho cả lớp luôn đó là mình sẽ tập nghe ra câu cho thầy luôn nhé. Và đây cũng sẽ là bước luyện tập mỗi buổi học cái phần listening. Và cũng là bước các bạn sẽ luyện tập ở nhà ha. Rồi, đây cũng là cái bước mà thầy hướng dẫn cho các bạn làm ở nhà. Và đương nhiên ở nhà thì các bạn có nhiều thời gian hơn thì các bạn nhớ luyện tập kỹ cái cách này cho thầy ha. Rồi, bây giờ cách như thế là rõ thì chút nữa trong quá trình hướng sửa bài thì thầy sẽ hướng dẫn từng cái ha. Bây giờ mình sẽ vô phần 1 đầu tiên. Phần này chủ yếu là điện từ và nó có yêu cầu mình là ghi một từ và hoặc một số ha. Thầy sẽ gửi trước và các bạn sẽ được nghe 2 lần. Bài này nói về chuyển đến thành phố Benford. Nó có ví dụ Linda thì khuyên là sống ngoại ô của thành phố gì? Charlton. Cái này thì nó ghi sẵn rồi. Chỗ ở giá thuê trung bình bao nhiêu bảng Anh ha? 1 tháng. Thì các bạn coi chừng nó bảy các bạn có thể nó nói 2 giá hoặc thậm chí 3 giá, nhưng giá nào mới là giá chính xác cho cái câu hỏi được đưa ra đó là giá 1 tháng. Chú ý cho này ha. Rồi các bạn cứ nghe bình thường, nếu bị sai thì mình sẽ sửa lại. Chú ý nhé. Phương tiện thì Linda đi làm việc bằng phương tiện gì? Nó sẽ nói 2 hoặc thậm chí là 3 phương tiện đó. Các bạn nghe kỹ nha. Cái nào mới thực sự là cái người này chọn để đi ha? Rồi hạn chế cái gì? Hạn chế cái gì tại trung tâm thành phố? Các bạn đợi một chút. Rồi nó sẽ có hạn chế cái khu vực gì tại trung tâm thành phố ha. Các bạn nghe kỹ nha. Có thể nó sẽ bị đổi cái từ, nó sẽ không đọc hẳn cái chữ hạn chế hoặc limited. Mà nó kêu là sẽ là ít hay là hiếm khi gì đó. Các bạn nghe kỹ nha. Xe buýt đến thành phố London thì bao nhiêu phút mỗi lần? Có nghĩa là mỗi chuyến nó sẽ cỡ bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? Cỡ bao nhiêu phút là sẽ có một chuyến ha. Các bạn nghe thời gian. Cũng một lần nữa các bạn coi chừng nó 7. Coi chừng nó 7 là thời gian mỗi chuyến là nó đang hỏi đúng không? Thời gian mà mỗi cái thời gian đó, mỗi khoảng thời gian đó là có một chuyến đi tới. Coi chừng nó 7 các bạn là hành trình dài bao lâu nữa nha. Có nha, coi chừng nó 7 các bạn. Cho nên phải xác định đúng cái câu hỏi thầy đang đưa ra. Dịch vụ xe điện ngầm, tàu điện ngầm nha. Cái này trong thành phố thì là tàu điện ngầm. Tệ, không tốt, cái gì đó mình có thể đoán. Không tốt hay tệ, hay là không hài lòng.
Vào ngày nào ha, thầy có gửi luôn ngày nào. Lợi thế của việc sống tại Benford. Khu vực gì mới được mở? À, chỗ gì hay khu vực gì mới được mở vừa rồi? Rồi, và câu số 7 cũng là khu vực luôn nha. Có danh tiếng xuất sắc. Coi chừng nó bảy mình là nó sẽ đưa ra nhiều khu vực. À, khu vực có danh tiếng, khu vực tốt, khu vực khá là ổn hay gì đó. Nhưng mà cái nào thật sự mới là khu vực xuất sắc, nghĩa là khu vực đứng nhất á. Rồi, số 8 thì... À, cái này thầy gửi là ai? Đối tượng nào được cũng là danh tiếng tốt luôn tại đường này. Sẽ gặp Linda vào thứ mấy sau 5 giờ? Nó cũng bảy mình là có hai hoặc thậm chí là ba cái thứ, nhưng mà thứ nào mới là được chọn liên quan tới thông tin là 5 giờ rưỡi. À, hay là nó đưa ra câu hỏi là cái thứ nào mà Linda mới yes, ví dụ như vậy mới chịu ha. Và tiếp theo thì gặp Linda ở chỗ nào? Và chỗ này là đối diện với trạm xe lửa. Các bạn cũng chú ý những cái danh từ mà nó có S hay là không S nó đọc á. Các bạn chú ý hoàn chỉnh nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nghe hai lần. Sau hai lần thì các bạn sẽ sẽ ghi đáp án cho thầy ha. Rồi, các bạn sẽ nghe hai lần và sau hai lần thì các bạn sẽ ghi đáp án cho thầy nhé. Rồi, bắt đầu nhé. Nhớ mà bạn nào có bị mà không nghe âm hay gì đó, cứ cứ nhắn vô lớp. Cứ nhắn vô lớp để thầy biết, thầy dừng lại, thầy chỉnh ha. Rồi, các bạn cứ nghe lần, cứ thoải mái nha các bạn. Bạn nào nghe tốt thì cứ ráng nghe ra từng câu cho thầy luôn. Còn bạn nào chưa nghe tốt lắm thì ráng thử đoán. Tại vì thầy bấm tới hai lần rồi. À, rồi chút nữa là sửa bài xong thầy cho nghe tới lần 3 luôn á, để cho các bạn nhận dạng ra cái câu nói của nó ha. Test 3. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section one. Section one. You will hear a man phoning a woman who lives in an English city called Banford to get some advice about moving to that city. First, you have some time to look at questions 1 to 5. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Linda recommends a suburb called Dalton. So Dalton has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen
because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Sounds good. Do you know how much it would be to rent a 2-bedroom flat there? Yeah, you should be able to get something reasonable for £850 per month. That's what people typically pay. You certainly wouldn't want to pay more than £900. That doesn't include bills or anything. No, that sounds all right. I'll definitely have a look there. Are the transport links easy from where you live? Well, I'm very lucky. I work in the city centre, so I don't have to use public transport. I go by bike. Oh, I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps me fit. Anyway, driving to work in the city centre would be a nightmare because there's hardly any parking. And the traffic during the rush hour can be bad. I'd be working from home, but I'd have to go to London 1 or 2 days a week. Oh, that's perfect. Getting to London is no problem. There's a fast train every 30 minutes, which only takes 45 minutes. That's good. Yeah, the train service isn't bad during the week, and they run quite late at night. It's weekends that are a problem. They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there, which is really slow. But other than that, Banford's a great place to live. I've never been happier. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. There are some nice restaurants in the city centre and a brand new cinema, which has only been open a couple of months. There's a good art centre too. Sounds like Banford's got it all. Yes, we're really lucky. There are lots of really good aspects to living here. The schools are good, and the hospital here is one of the best in the country. Everyone I know who's been there's had a positive experience. Oh, I can give you the name of my dentist too, in Bridge Street, if you're interested. I've been going to him for years, and I've never had any problems. Oh. Okay, thanks. I'll find his number and send it to you. Thanks. That would be really helpful. Are you planning to visit Banford soon? Yes. My wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with estate agents. I could meet you if you like and show you around. Are you sure? We'd really appreciate that. Either Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30.
Thursday is preferable. Tuesday, I need to get home before 6 p.m. Okay, great. Let me know which train you're catching, and I'll meet you in the cafe outside. You can't miss it. It's opposite the station and next to the museum. Brilliant. I'll text you next week then. Thanks so much for all the advice. No problem. I'll see you next week. That is the end of section one. And there's a nice park. Linda recommends a suburb called Dalton. So Dalton has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Sounds good. Do you know how much it would be to rent a two-bedroom flat there? Yeah, you should be able to get something reasonable for £850 per month. That's what people typically pay. You certainly wouldn't want to pay more than £900. That doesn't include bills or anything. No, that sounds all right. I'll definitely have a look there. Are the transport links easy from where you live? Well, I'm very lucky. I work in the city centre, so I don't have to use public transport. I go by bike. Oh, I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps me fit. Anyway, driving to work in the city centre would be a nightmare because there's hardly any parking. And the traffic during the rush hour can be bad. I'd be working from home, but I'd have to go to London 1 or 2 days a week. Oh, that's perfect. Getting to London is no problem. There's a fast train every 30 minutes, which only takes 45 minutes. That's good. Yeah, the train service isn't bad during the week, and they run quite late at night. It's weekends that are a problem. They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there, which is really slow. But other than that, Banford's a great place to live. I've never been happier. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. There are some nice restaurants in the city centre and a brand new cinema, which has only been open a couple of months. There's a good art centre too. Sounds like Banford's got it all. Yes, we're really lucky. There are lots of really good aspects to living here. The schools are good, and the hospital here
is one of the best in the country. Everyone I know who's been there's had a positive experience. Oh, I can give you the name of my dentist too, in Bridge Street, if you're interested. I've been going to him for years, and I've never had any problems. Oh, okay, thanks. I'll find his number and send it to you. Thanks. That would be really helpful. Are you planning to visit Banford soon? Yes. My wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with estate agents. I could meet you if you like and show you around. Are you sure? We'd really appreciate that. Either Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30. Thursday's preferable. Tuesday, I need to get home before 6 p.m. Okay. Great. Let me know which train you're catching, and I'll meet you in the cafe outside. You can't miss it. It's opposite the station and next to the museum. Brilliant. I'll text you next week then. Thanks so much for all the advice. No problem. I'll see you next week. Rồi đáp án các bạn, 1 tới 10 nhé. Các bạn ghi đáp án cho thầy luôn nhé. Hồng Ánh ghi luôn nha, Hồng Ánh ơi. Nhớ ghi luôn nhé. Các bạn nghe được bao nhiêu cứ ghi bao nhiêu nhé. Đợi chút nữa sửa thầy cho nghe lại. Khánh là hiện tượng vắng mặt mất hai câu đứt luôn rồi xong. Cái bài này nó không anh nghe có vẻ tốt đấy rồi, các bạn cứ gửi thầy coi bên điện thoại nữa đó à. Cho nên các bạn cứ gửi ha. Thứ nhất là cái gửi để của mình cũng dễ tập trung hơn nhé. Mình làm bài tập trung hơn. Phần này còn dễ. À. Chút nữa giờ mình sẽ tới những phần khó hơn sao. Cho nên các bạn nhớ ghi nhé. Ghi được nhiều cứ ghi nha các bạn. Bài này bài mới mà. Rồi. Đúng ra bài này hôm nay mình gặp một cái trường hợp bài là nó không bắt các bạn phát âm đó, nó không có đọc phát âm cho các bạn ghi cái tên riêng á, và thậm chí là không có ghi luôn cái số địa chỉ hoặc là số điện thoại. À, thành ra là bài này gọi là bài hiếm mà nó không có đọc cái đó. Có những bài sắp tới là mình sẽ đụng, nói chung là hầu như là đa số luôn là phần 1 nó sẽ có cái thông tin là bắt các bạn sẽ nó phát âm ra cái tên riêng và các bạn sẽ ghi lại nữa ha. Có nha, cái đó là dễ, rất là dễ sai nếu mà các bạn không quen. Số điện thoại nữa à. Còn bài hôm nay thì mình chỉ ghi có thông tin đó là những con số, cái danh từ rất là bình thường, ngày tháng thôi. Ok ha. Thì nói chung thì mình bài nào cũng làm hết, bài dễ thì càng tốt. Còn bài khó thì mình có sai mình sửa lại. Rồi các bạn coi đáp án ha.
Các bạn cứ ghi đi. Tại ghi đi thầy có vẫn coi hết nha các bạn. Rồi mình sẽ sửa chung. Tại vì các bạn phải ghi bài thì các bạn mới tập trung cao hơn. Và khi mà ghi bài như vậy thì mình biết mình sai cái gì. À thì lúc ấy thì sửa lại cái phần đúng. Hay là cái điểm nào mình bị bẫy, các bạn chú ý nó tốt hơn. Nhớ nha, chứ đừng có chỉ ngồi câu hay không ha. Chứ trường hợp vừa các bạn khó bấm máy hay gì đó thì phải chịu ha. À, còn lại nên ghi bài ha, nhất là phần viết và phần nói. Rồi đáp án đây các bạn, phần số 1. Rồi các bạn tra luôn nhé. Một là 850 ha, nó có 7 một cái thông tin 900 á, chúng ta thầy chỉnh. Nhưng mà đa số thì các bạn châu bị dính rồi nè, dính 7 rồi. Rất nụ. Rồi chút sửa ha, các bạn cứ 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 coi đáp án. 850 bike xe đạp ha, parking đậu xe nè. 30 ha. Weekends. Cái weekend có thể thêm mét hoặc không thể thêm mét cũng được, tại bản thân danh từ này nó là như vậy rồi. Rồi cinema, hospital, dentist, Thursday và cafe. Rồi bài hôm nay thì nhiều bạn đúng hết nè. Rồi mình sửa ha. Mới phần 1 thôi nha các bạn, chút nữa mình sẽ qua phần 2. Rồi, các bạn sửa nhé. Đây. Script đây. Mục tiêu của mình là mình học nghe ra từ luôn nha các bạn. À, để mình luyện tập. Nắm luôn cả điểm 7 nha. Điểm đúng, câu đúng và câu sai. Mình sẽ hiểu luôn tại sao đúng sai. Vừa hướng tới việc nghe ra câu luôn ha. Mình sẽ vận dụng những cái bài dễ như vậy để mình tập nghe ra câu. Từ phạm vi bài dễ ha. Để mình hướng tới những cái phần khó hơn. À thì cái phần khó hơn thì mình mới nghe kịp được. Rồi sửa ha. Xin chào, Linda speaking. À, Linda đây. Oh, xin chào Linda. Đây là my personal LSY. Có cho bạn, cho tôi cái số điện thoại của bạn. Anh ta nói rằng là anh ta có thể cho tôi một số lời khuyên về việc chuyển nơi sống đến Benford. Rồi, vậy thì cho biết ai nói ha. Đúng rồi, Alex có nói về bạn. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Đầu tiên thì khu vực nào mà chúng ta sống? Khu vực nào mà để sống ha. Tôi sống tại Carlton. Đây là một cái khu ngoại ô rất là đẹp ha, không quá mắc và có một công viên ở đây. Thầy vẫn muốn các bạn nghe được những câu này luôn nha, chứ không chỉ đáp án không. Ok, rất là tốt đó. Thế bạn biết làm giá thuê bao nhiêu ha? Nó là bao nhiêu khi mà thuê một cái căn hộ hay phòng ngủ? Đúng rồi, bạn sẽ có thể là có được một cái khoản giá hợp lý 850 bảng Anh mỗi tháng. Đây là giá mà mọi người thường hay trả. Tuy nhiên bạn sẽ không phải trả hơn. Thấy chưa, các bạn nào mà bị dính ghi dính 907 nè. Không phải, bạn có thể không muốn trả hơn cái mức 900 bảng Anh. À, vậy thì cái đây là cái 7 là cái chỗ này ha, phủ định ha. Đây là cái giá mà sẽ không phải trả. Ừ. Và giá hợp lý phải trả đó là 850 bảng Anh. Các bạn thấy chưa? Thấy cái thông tin chưa?
Các bạn nhớ gạch dưới và chút nữa mình sẽ nghe lại cái chữ wouldn't. Nó phủ định ha. Đây là những cái điểm 7 hay sử dụng trong bài. Nghĩa là nó đọc ra hai đáp án đó, nhưng mà cái nào mới là cái đúng. Thường là cái 7 thì nó sẽ mang tính chất phủ định và nó đọc hơi nhanh. Các bạn nghe không kỹ, các bạn chỉ nghe là pay 900, là gì 900 là sai ha. Rồi cái giá này thì nó không bao gồm các hóa đơn hay là mọi thứ. Rồi các bạn ha, điểm 7 đầu tiên. À không sao, nó nghe cũng được. Tôi sẽ xem, chắc chắn là tôi sẽ đi xem một chút. Thấy cái đường giao thông nào dễ đi từ nơi tôi sống? À, cái hệ thống giao thông nào dễ đi, hay là phương tiện nào đó dễ đi từ nơi tôi sống? À, tôi thì may mắn thôi, tôi làm việc trong trung tâm thành phố cho nên tôi không phải sử dụng phương tiện công cộng. Tôi đi bằng xe đạp, vậy thì đáp án nó là bike. À, xe đạp ha. Các bạn cứ ghi chữ rồi. Và cái phần public transport là 1.7 tiếp theo. Don't have to use. Phủ định ha. Don't. Các bạn hiểu rồi ha. Điểm 7 của nó đây. Ở nãy giờ 7 phủ định không đó. Ờ, tôi ước là tôi có thể làm như vậy. Tôi có thể đi xe đạp. Thế nó có an toàn khi đạp xung quanh thành phố hay không? Có, được. Đồng thời nó giúp cho tôi giữ dáng ha. Mấy cái này các bạn vẫn phải nghe được nha. Mặc dù nó không hỏi nhưng mình sẽ xài mấy bài này, mình nghe ra câu luôn. Việc lái xe đến... Này, lái xe nha. Đi làm việc trong trung tâm thành phố thực sự là một cái ác mộng. Vì hiếm khi, hardly, các bạn thấy chưa, có bất kỳ chỗ đậu xe nào. Vậy thì tương đương với chữ limited, hardly, there, hardly. Nó nói về số lượng mà mang tính chất là hardly là hiếm đó. À, there, hardly, các bạn gạch dưới ha. Tương đương với limited, bị giới hạn. Vậy thì there, hardly parking. Limited parking in the city center. Center lần trước mới nói rồi ha. Và giao thông trong suốt giờ cao điểm thì rất có thể rất là tệ. Tôi sẽ làm việc ở nhà thôi, nhưng mà tôi vẫn phải đi London 1 đến 2 ngày một tuần. Ok, tốt thôi, không có gì hết. Đi đến London thì không vấn đề gì. Có một cái trạm xe lửa, có một cái tàu điện ngầm nhanh ha. Mỗi 30 phút một lần. Nè, nãy các bạn 17 nè. Và nó chiếm khoảng 45 phút. Đây là thời gian 7. Take chiếm dành cho thời gian lộ trình. Nghĩa là thời gian các bạn sẽ đi từ điểm này đến điểm kia. À. Trong khi ở đây nó hỏi là đi đến London mỗi bao nhiêu phút. Mỗi bao nhiêu phút là nói về thời gian cho một chuyến. Mỗi bao nhiêu phút là mình sẽ có một chuyến đó. Và nó có thông tin rất là every, rất là rõ mà. Nhớ nha, mỗi bao nhiêu phút có một chuyến. Còn cái chữ này, chữ take, là lộ trình đi đó các bạn. Giống như là đi từ điểm A đến điểm B. Đi từ thành phố này đến thành phố kia. Hả? Chiếm bao nhiêu phút? Chiếm bao nhiêu phút? Thời gian lộ trình nha. Vậy thì 45 phút là điểm 7. Liên quan tới chữ take. Nhớ nha. That's good. Đó là giờ 7 không đó? 7 từ cái từ khóa, 7 từ câu phủ định với lại cái từ khóa ha. Thực ra là nó cũng mang tính chất là các bạn phải hiểu mới được. Phần này còn phạm vi dễ nha. Dịch vụ xe tàu điện ngầm thì không tệ trong tuần và họ hoạt động khá là trễ vào tối. Tuy nhiên, cuối tuần thì là vấn đề. Nó nói rất là rõ là dịch vụ này tại thời điểm nào. Cuối tuần nghe các bạn, weekend. À, cái này, cái loại từ mà weekend này thì nó có S hoặc không S đều được. Nhưng thầy khuyên, nó đọc như cái gì, nó đọc cái gì thì các bạn cứ ghi chèn như đi. Có S cứ ghi S cho các bạn nghe. Tại vì các bạn sẽ không biết là loại từ nào là có S hay là không S là được. Nhớ nha.
Rồi. À quên, các bạn điểm danh giúp thầy cái ha. Điểm danh giúp thầy cái rồi thầy giảng tiếp. Rồi các bạn điểm danh cái đi ha. Rồi tiếp hai các bạn. Bạn đợi xíu để thầy kiểm tra lại chút. Sao bị dằn vô dằn vô vậy? Các bạn nào có bị vấn đề mạng gì đó cứ nói thầy ha. Cái này là cái tờ nó bị các bạn đỡ thấy chưa? CD. Rồi tiếp này các bạn. Nãy dùng Huy Huy mà thầy nhầm tưởng bằng khác. Rồi Huy nhớ dùng ứng dụng nha Huy, tại em bấm vô web nữa thầy nhìn thầy nhầm thầy đang tưởng bằng khác nãy giờ. Thì giờ là Huy. Huy Quang Huy nha. Huy HII vậy đó. Không phải Huy kia. Không phải em. Quang Huy.
Em nhớ tạo ứng dụng vô sẵn đi ha. Tại vì nó để get user đó, thầy kiểm nó bằng nào. Bây giờ lại bị mấy lần rồi. Quang Huy á. Ủa sao hai đứa Quang Huy là Quang Huy tím Huy HTT á. Không phải Huy mới mới nhắn nha. Lớp Huy ba bốn đứa Huy lần chứ. Huy tím á, tại cái nick để màu tím Huy hả. Không phải Huy đó, Huy này nè, bên bên máy tính nè, Huy để cái màu. Thì thầy dạy các bạn nhớ dùng ứng dụng ha, các bạn dùng ứng dụng vô luôn, nó sẽ nằm ở trong cái lớp luôn, nó không có bị dăng ra, thầy thông báo mới thấy. Nhớ nghe các bạn, lớp bốn 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 Huy luôn, đọc cái trùng tên hai đứa Quang Huy luôn. Rồi đọc tiếp em. Vậy thì vấn đề ở đây là cuối tuần ha, mới là vấn đề, các bạn cứ ghé cho thầy ha. Tiếp tục. Poor train service assist. Rồi, họ luôn làm công việc sửa chữa ha, engineering work, công việc sửa chữa hay xây dựng gì đó, nhưng bạn sẽ phải đi xe buýt từ Hotham và lấy và bắt cái xe điện ngầm, tàu điện ngầm ở đây thì nó rất là chậm, nhưng hơn cái khác ha. Dù sao thì Grand Penfors cũng là một nơi tốt để sống, tôi rất là vui rồi. Có những cái nhà hàng rất là đẹp ở đây ha, trong trung tâm thành phố, và một cái cinema mới mà mới mở 2 tháng trước. Vậy thì cái gì mới mở đó chính là cinema, new cinema open to ha, mới 2 tháng cụ thể luôn. Và các bạn học luôn cho thầy cái chữ brand new, chính là new luôn đó, nhưng mà nó có chữ new đúng không, nhưng mà các bạn tốt nhất vẫn là a brand new, học luôn ha. Và có một cái trung tâm nghệ thuật ở đây nghe như là Brentford là có được hết, đúng, chúng ta rất là may mắn ha. Đồng thời có nhiều cái khía cạnh rất là tốt để sống ở đây, trường học tốt, rồi bệnh viện ở đây là một trong những tốt nhất của thành phố. Như thầy dặn đầu giờ là cái gì tốt nhất, cái gì có danh tiếng xuất sắc, nghĩa là cái gì nhất. Các bạn gạch dưới ha, the best chính là excellent. Vậy thì hospital, còn school nó chỉ là good chứ không không phải là tốt nhất nha. Đó, nó cũng có 7 school đó. Rồi vậy thì đáp án là hospital. Nhưng mà phần nó có số ít ở đây nên giờ mình cũng có thể đoán được ha. The hospital is one of everyone know who's been there has positive. Mọi người ở đây tôi biết thì đều có cái trải nghiệm tích cực khi sống ở đây. Tôi có thể cho bạn cái tên của cái nha sĩ ở the Bridge Street. Tôi rất là quan, nếu như bạn muốn quan tâm ha, tôi đi đến anh ấy khám thì nhiều năm và không có vấn đề gì. Chính cái chữ là không có vấn đề gì, never had any problems, nó sẽ tương đương với chữ good. Vậy thì đúng là các bạn vẫn phải nghe được cái này để mình suy ra cái là good dentist. Mặc dù mình vẫn đoán được là in bridge on in hay on cũng được, con đường in hay on đều được, Bridge Street. Nhưng mà nghe luôn nhé. Ok, thanks. Tôi sẽ kiếm cái số và gửi cho bạn. Cảm ơn. Nó rất là hữu dụng. Thế bạn có dự định là đến Penfold sớm hay không? Có, tôi, con vợ của tôi thì sẽ đến tuần sau ha. Chúng tôi muốn có một cuộc hẹn với bên bất động sản. Tôi có thể gặp bạn nếu như bạn muốn ha, và dẫn bạn đi xung quanh. Bạn chắc hay không? Tôi rất cảm kích ha. Thứ ba hay thứ năm đều tốt, sau 5 giờ rưỡi. Thursday preferable. Cái này các bạn gạch dưới học cho thầy, nó tương đương với cái từ ok đó, là sự lựa chọn ha. Vậy thì Thursday.
Rồi, cái này. À, tôi cần phải về nhà sau 6 giờ. Chữ này hơi nhỏ xíu nha. Great. Let me know which train you're catching. Chứ cứ cho tôi biết cái xe lửa nào bạn muốn. Tôi sẽ gặp bạn ở cafe outside. Các bạn nhớ ghi cà phê ha. Cà phê hoặc là cà phê ấy. Có sao? Cái này là cái từ mà nó cũng không có xuất hiện nhiều nhưng mà các bạn nên nhớ. Cái này là tiếng Pháp nhưng mà nó xài cho tiếng Anh ha. Cafe. À. Tốt nhất các bạn nên ghi thêm S ha. Thêm dấu á. Là quán ăn nha. Chứ các bạn đừng ghi coffee là nó bị sai. Coffee là cái đồ uống. Cafe là cái quán ha. Tiếng Anh mình có cái chữ cafeteria đó là nó đó. À, cafeteria. À, còn nhưng mà này thì vẫn xài chung luôn. À, cafe hoặc là cafeteria. You can't miss it. It's the opposite trend. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe lại script lần nữa và mình qua phần 2 ha. Phần 2 thì được đánh giá là khó hơn. Đương nhiên rồi. Rồi các bạn nghe lại script nha. Tại lớp mình vẫn còn nhiều bạn sai. Cả một thì ưu tiên bạn cơ bản nha. Và mục tiêu vẫn là tất cả các bạn phải nghe ra câu hết cho thầy. Rồi, nghe lại ha. And there's a nice park. Linda recommends a suburb called Dalton. So Dalton has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, Linda speaking. Oh, hi, Linda. This is Matt Brooks. Alex White gave me your number. He said you'd be able to give me some advice about moving to Banford. Yes, Alex did mention you. How can I help? Well, first of all, which area to live in? Well, I live in Dalton, which is a really nice suburb. Not too expensive, and there's a nice park. Sounds good. Do you know how much it would be to rent a 2-bedroom flat there? Yeah, you should be able to get something reasonable for £850 per month. That's what people typically pay. You certainly wouldn't want to pay more than £900. That doesn't include bills or anything. No, that sounds all right. I'll definitely have a look there. Are the transport links easy from where you live? Well, I'm very lucky. I work in the city centre, so I don't have to use public transport. I go by bike. Oh, I wish I could do that. Is it safe to cycle around the city? Yes, it's fine. And it keeps me fit. Anyway, driving to work in the city centre would be a nightmare because there's hardly any parking. And the traffic during the rush hour can be bad. I'd be working from home, but I'd have to go to London 1 or 2 days a week. Oh, that's perfect. Getting to London is no problem. There's a fast train every 30 minutes, which only takes 45 minutes. That's good. Yeah, the train service isn't bad during the week, and they run quite late at night. It's weekends that are a problem. They're always doing engineering work, and you have to take a bus to Haddam and pick up the train there, which is really slow. But other than that, Banford's a great place to live. I've never been happier. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10.
Now listen and answer questions 6 to 10. There are some nice restaurants in the city centre and a brand new cinema, which has only been open a couple of months. There's a good art centre too. Sounds like Banford's got it all. Yes, we're really lucky. There are lots of really good aspects to living here. The schools are good, and the hospital here is one of the best in the country. Everyone I know who's been there's had a positive experience. Oh, I can give you the name of my dentist too, in Bridge Street, if you're interested. I've been going to him for years, and I've never had any problems. Oh, okay, thanks. I'll find his number and send it to you. Thanks. That would be really helpful. Are you planning to visit Banford soon? Yes. My wife and I are both coming next week. We want to make some appointments with estate agents. I could meet you if you like and show you around. Are you sure? We'd really appreciate that. Either Tuesday or Thursday is good for me, after 5:30. Thursday is preferable. Tuesday, I need to get home before 6 p.m. Okay, great. Let me know which train you're catching, and I'll meet you in the cafe outside. You can't miss it. It's opposite the station and next to the museum. Brilliant. I'll text you next week then. Thanks so much for all the advice. No problem. I'll see you next week. Rồi, mình qua cái phần 2 ha. Mình qua phần 2 nha các bạn, từ câu 11 đến câu 20. Phần này là phần đánh ABCD. Rồi, thì thầy dặn nè. Chút đi, chút thầy nói này ha. Rồi, cái này các bạn sẽ nghe kỹ từng thông tin nó đưa ra. Nó có list sẵn cho các bạn ở đây. Cụ thể đó là các hoạt động về thể chất, ha, sử dụng phòng gym, chạy bộ, swimming, bơi, cycling, đạp xe, tập yoga và luyện tập với PT, ha, đối bên người huấn luyện viên riêng. Thì nó hỏi là thông tin này có mỗi cái mục này thì có lợi thế gì? Các bạn nghe kỹ nha. Các bạn nghe kỹ cho thầy nha. Ở đây thì có thể nó sẽ... có thể là nó dùng để bẩy lẫn nhau á. Thầy ví dụ thôi, ví dụ như là sử dụng gym thì là câu A là đáp án, nhưng mà nó vẫn sẽ lấy cái B làm câu 7. Cho nên là các bạn sẽ nghe kỹ thông tin nha. Cái nào mới là đúng. Và thường nó sẽ đi kèm theo cái từ mấu chốt để quyết định cái nào đáp án, chứ không phải từ khóa ha. Nó không có giống như là những cái môn thông thường là nghe này là đụng từ khóa gì quýnh vô, không có. Nó có thể nó đọc những câu khác nữa, nhưng mà cái nào mới là đúng cho cái này. Thì nó sẽ liên quan tới cái từ mấu chốt, giống như là nó quyết định, tôi chọn cái này, tôi nghĩ cái này, tôi quyết định cái này. Đó, nó sẽ có những cái chữ đó. Nhưng mà chút mà sửa bài á, thì thầy sẽ cho các bạn ghi lại ha. Tại vì những cái cách ra đề như vậy là bài khác nó có. Vẫn có xuất hiện lại, cho nên các bạn cứ chú ý nha. Rồi bên đây thì
Sorry, để dịch cái này ha. Lợi thế đó là không phụ thuộc vào thời tiết này, vào mùa này, vào thời tiết, không phụ thuộc vào mùa ha, mùa trong năm, xuân hạ thu đông gì đó. À, rất là thú vị ha, ít bị chấn thương nè. Rồi mức độ fitness, mức độ luyện tập thì không quan trọng, là ai cũng luyện tập được đó. À, chuyên nghiệp hay không chuyên, mọi cái mức độ đều luyện tập được. Rồi có khả năng kết nối xã hội, trò chuyện với nhau được. Kết quả sẽ nhanh, có kết quả nhanh và có động lực. Hai thông tin nào mà người nói về việc là người ta, hai cái lý do nào mà người ta từ bỏ việc đến phòng gym? Thứ nhất là thiếu thời gian, thứ hai là thiếu, mất tự tin, cần quá nhiều sức lực, chi phí quá cao và cảm thấy là không thành công như người khác. Trời, cái bài này hơi bị hay đó, bài này nó đúng thực tế các bạn luôn. Bận rộn hay là cảm thấy nản chí do người ta hay quá gì đó. Rồi, các bạn cứ nghe ha, chỉ có hai cái thôi, đừng suy nha, chỉ có hai cái thôi. Thì những cái còn lại nó vẫn nói đó các bạn, nhưng mà nó sẽ có cái từ mấu chốt như thầy nói. Cái từ mấu chốt để quyết định thằng nào đáp án nha, các bạn nghe kỹ. Hai câu tiếp theo, hai cái loại hình hay là hai cái lời khuyên gì mà người nói đưa ra về việc thiết lập mục tiêu? Khuyên cái gì? Thứ nhất là viết mục tiêu ra giấy cụ thể, có hay không? Thứ hai là có một cái mục tiêu mà mình có thể đạt được, nghĩa là mục tiêu vừa sức á. Thứ ba là thiết lập ra giới hạn thời gian. Thứ tư là thưởng cho bản thân khi mà đạt cái gì đó. Và cuối cùng đó là tự thách thức bản thân. Rồi các bạn nghe ha, từ 11 tới 20 các bạn sẽ được nghe hai lần. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Cũng như vậy ha, hai lần xong các bạn sẽ ghi đáp án cho thầy. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a fitness instructor talking on the radio about different ways of keeping fit. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. So, if you're one of those people who hasn't found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It's worth investing in a high quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice.
Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun. Provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio program, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. That is the end of section two. You now have half a minute to check. After 5:30. Thursday. Great. Let me... Section two. You will... Now listen carefully and answer questions 11 to 16. So, if you're one of those people who hasn't found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes.
It's worth investing in a high-quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice. Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun. Provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio program, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it. So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Rồi, cho thầy đáp án ha. Từ 11 cho đến 20.
Rồi, coi đáp án nha. Câu này các bạn cứ ghi ha, thầy kiểm soát chung luôn á. Rồi sửa ha, sửa phần 2 nhé. Rồi đầu tiên coi đáp án trước nha các bạn. Đây, nó đây. FDA, BC3. FDA, BC3. Rồi cái này thì 17, 16 thì các bạn muốn ghi cái nào trước cũng được. À, BC và BD. Rồi thầy sửa ha. Rồi thầy dịch nhé. Các bạn cứ ghi đáp án bình thường, tại vì thầy có coi bên điện thoại luôn. Nếu bạn là một trong những người mà không có chưa kiếm thấy được cái hoạt động thể chất tốt thì có một số thứ mà bạn cần suy nghĩ về. Nói chung là chưa kiếm được cái hoạt động thể chất phù hợp với mình á, thì có một số thứ mà bạn nên suy nghĩ về và sẽ giúp cho bạn đưa ra quyết định chính xác nhất. Câu hỏi đầu tiên là phải tự hỏi bản thân bạn liệu rằng là bạn có muốn vô phòng gym hay không, tập trong phòng gym hay không. Thì nhiều người là bỏ cái ý tưởng ha, put off là bỏ đó, bỏ cái ý tưởng là tới phòng gym vào một ngày bận rộn. Bạn thường sẽ đi rất sớm hoặc rất trễ khi mà phòng gym có thể, bởi vì phòng gym có thể rất là đông ha, nhưng mà luyện tập thông thường, nhưng mà nếu luyện tập thông thường thì bạn sẽ thấy sự khác biệt trong một khoảng thời gian khá là ngắn. Vậy thì sử dụng gym là nghe đáp án là khoảng thời gian đúng không? A fast result. Các bạn học luôn từ vựng cho thầy. Cái chữ fast đó chính là short space of time. Short space of time. Short time luôn á. Khoảng thời gian ngắn, các bạn nên học từ vựng luôn á. Short space of time. Fast. Result là đang nói về cái từ tương đương của nó, đó chính là sự khác biệt ha. See a big difference. Nói chung là sự khác biệt chính là cái kết quả mang lại. Rồi. Những thông tin trên không có bảy ha các bạn. Bận rộn hay là quá đông đúc thì không có nói ở đây ha. Mình sẽ lướt qua. Vậy thì nó chỉ có một câu đúng thôi. Và câu này là thầy mới nói từ vựng rồi. Việc chạy thì trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây ha. Thì có thể là sẽ có nhiều cái để làm với sự thật rằng á, là nó là một cái dạng luyện tập thể thao rất dễ tiếp cận. Very accessible. Dễ tiếp cận. Form of exercise. Loại hình thể thao ha. Form hoặc là type hoặc là kind đi được nha các bạn. Mọi người thì đều có thể chạy ha, và thậm chí bạn chỉ cần chạy một vài mét để bắt đầu. Vậy thì nó là một cái dạng thể thao dễ tiếp cận. Nó là dạng thể thao dễ tiếp cận, đúng rồi ha các bạn, câu đề. Một dạng thể thao dễ tập, nghĩa là ở đây thì câu hỏi nó cũng sử dụng cái câu tương đương, từ tương đương ha. Mức độ luyện tập thì không quan trọng. Nó có một cái thông tin đó là ai cũng có thể chạy. Các bạn thấy chưa ha? Ai cũng đều có thể chạy.
Rồi, thầy nói tiếp ha. Mọi người đều có thể chạy, nó cũng tương đương với cái mức độ không yêu cầu cao, chính là mức độ luyện tập không quan trọng. Rồi đảm bảo rằng là bạn phải mang một cái giày phù hợp ha. Rồi đầu tiên, nhưng mà đầu tiên một cái giày thì khá là tốn tiền, worth. Nói chung là nó khá có giá trị ha. Đầu tư một cái giày chất lượng cao thì đáng giá trị ha, worth. Tuy nhiên thì nó không có rẻ. Rồi không có trùng gì ở đây ha. Và một cái điều khác tốt về việc chạy đó là bạn có thể luyện tập mỗi ngày luôn, ban ngày hay là đêm. Chỉ có một điều có thể ngăn chặn bạn, đó là tuyết và băng ha. Swimming là một cái dạng cách thức luyện tập khác rất là tốt để xây dựng sức khỏe. Thu hút nhiều người đó là bạn có thể bơi trong nhà bất kể thời điểm trong năm đó. Các bạn gạch dưới nè. At any times of year. Chính là not depending on season. Mùa theo năm đó. Các bạn hiểu ha? Mặt khác thì nó có thể khá là chán ha và tẻ nhạt ha. Và bởi vì khó nói chuyện với người khác trong khi bạn bơi. Nó có một cái từ là trust to people. Nói chuyện với người khác. Nó rất là trùng, dễ trùng cái câu E. Sociable. Nhưng mà các bạn một lần nữa gạch dưới cái từ mấu chốt như thầy nói đó, để quyết định nó không phải đáp án. Hard to. Nghĩa là mang tính chất phủ định ha. Và đằng sau đây thì boring. Này không có. Vậy thì các bạn gạch dưới cái chữ hard to để khẳng định nói chuyện hay là sociable là không có ha. Việc đạp xe thì trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Có thể là bởi vì bên cạnh việc cải thiện sức khỏe thì nhiều người thì muốn tận hưởng không khí trong lành trong công viên hoặc là countryside hoặc là trong công viên hoặc là nông trại ha, thì rất là vui, có cái chữ vui nè các bạn. Luyện tập bên ngoài hay là bên nông trại thì rất là vui. Đây là một hoạt động vui ha. Enjoyable. Hoạt động vui ha các bạn. Rồi chắc chắn rồi, chỉ có một cái điều là bạn không thể đi ra ngoài vào trời gió hay là mưa ha. Giờ yoga thì là một cái hình thức luyện tập tốt cho những người đang tìm kiếm môn thể thao mà chỉ tập trung vô phát triển về sức khỏe tinh thần và thân thể. Cũng là một cách để xây dựng sức mạnh với cái người hướng dẫn đúng ha. Tuy nhiên thì ít và bên cạnh đó chứ, ít có khả năng là làm đau bản thân, có nghĩa làm mình bản thân gần gây chấn thương ha, so với những môn tích cực khác. Vậy thì hurting yourself, less chance, low risk, hurting yourself, injury. Nó đó ha. Các bạn nhớ gạch dưới để học từ vựng luôn. Bài này cũng không hẳn là khó lắm. Nhưng bạn đừng có mong nó là dễ ha. Nó rất khó, surprisingly challenging. Đặc biệt là những người mà chưa có cái sự mềm mại ha. Rồi tiếp tục. Chọn một cái người huấn luyện thì là một cách tốt, đúng rồi, để bắt đầu chương trình huấn luyện của bạn. Chắc chắn sẽ có chi phí khá là nhiều liên quan. Nhưng nếu như bạn nhờ ai đó để khuyến khích bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu thì bạn ít từ bỏ. Vậy thì nó là motivating, động lực ha. Rồi đảm bảo rằng là một người có trình độ này và bạn có thể do yourself permanent damage.
hoặc là bạn phải chịu đau, à nói chỉ vậy thôi. Rồi tiếp tục ha. À, bất kể những gì bạn làm thì đừng có tham dự vào vòng gym nếu như bạn chưa sử dụng tốt nó. Nhiều người thì mất quá nhiều tiền bằng việc đăng ký cái thành viên này, à, thậm chí là ít khi đi. Cái điều gì xảy ra với cái ý định tốt của họ? À, tôi suy nghĩ là người ta ngừng quan tâm tới việc cải thiện sức khỏe, hoặc là quyết định, đầu tiên là người ta không quan tâm tới việc cải thiện sức khỏe nữa, hoặc là người ta quyết định rằng là có những cái thứ quan trọng hơn để làm. Và tôi nghĩ là người ta không quan tâm khi họ không thấy là họ luyện tập đầy đủ. Luyện tập đầy đủ nè, đó. Đó chính là cái thời điểm mà họ từ bỏ hy vọng và không tin tưởng là mình đạt mục tiêu. Rồi, có cái từ để áp dụng luôn ha. Không tin tưởng, stop believing. Đạt mục tiêu, achieve their goal. Không tin là đạt mục tiêu. Hoặc là không hy vọng luôn ha, từ bỏ hy vọng. Loss of confidence. Không tin là đạt mục tiêu. Loss of confidence. Các bạn hiểu ha? À, và người ta thỉnh thoảng là không nhận ra khi mà họ bắt đầu, đó là cần rất nhiều sự kiên định. Takes a lot of determination. Nè, a lot of determination, sự kiên định chính là sự nỗ lực, effort. Các bạn hiểu rồi không? Effort, sự kiên định. Các bạn học luôn á. Determination, effort, a lot of, much. À, thậm chí là hard work luôn nè. Hard work cũng là effort luôn. Để luyện tập tuần theo tuần. Và nhiều người không có cái hình thức đó. Không có sự tập trung đó. À, không có cái sự chuyên tâm đó. Commitment cũng là sự chuyên tâm nha các bạn. Nó sẽ đối chiếu lên determination. À, không có sự chuyên tâm này. Các bạn học luôn ha. Họ không có sự chuyên tâm. A lot of determination, much effort. Rồi. Để coi xem có bảy không. Rồi cái này hình như cũng không có bảy luôn. Người ta chỉ không quan tâm sức khỏe và có những thứ khác để làm. À rồi, không có nha. Một cái điều mà bạn có thể giúp bản thân bạn đó là đưa ra mục tiêu có thể quản lý được, nghĩa là mục tiêu có thể đạt được. Thực tế và không. À, thực tế và không thúc đẩy bạn quá xa. Thực tế và không thúc đẩy bạn quá xa. Thực tế ha, và không thúc đẩy bạn quá xa. À, vậy thì mục tiêu có thể đạt được, vậy là achievable aims, manageable goals. Goal cũng là mục tiêu luôn ha. Manageable, achievable. Put yourself. Thực tế và đừng đẩy quá xa cũng có nghĩa là có thể đạt được nha các bạn. Push yourself too far. Một số người thì khuyên nè, các bạn coi nè. À, đầu tiên các bạn cũng gạch dưới để mình biết, nó là quyết định đáp án ha. Một điều bạn có thể làm, one thing you can do. You can do. À, one thing you can do, ghi đi các bạn. Gạch dưới thì để cho quyết định nó là đáp án, là nó ha. Ở đây nó có một cái này nè các bạn. Một số người thì là khuyên là ghi cái mục tiêu ra, à có ghi mục tiêu ra. Nhưng các bạn, thường đây cũng là một cái mấu chốt này. Khi nó đưa ra một cái đáp án có thể mà nó xen kẽ bằng cái chữ but, tuy nhiên thì thường là nó sẽ bỏ đằng trước. Cũng là cái mẹo đó, nhưng mà thầy khuyên các bạn nên hiểu ha.
Một số người thôi là khuyên là cái này, nhưng tôi nghĩ tốt hơn. Các bạn cứ gạch dưới nguyên cái chữ đó là but I think it's better. Nghĩa là nhưng tôi nghĩ tốt hơn là làm cái gì. Làm cái gì thì mình chọn cái đó ha. Vậy là cái đằng trước sẽ bỏ. Một số người khuyên là ghi mục tiêu ra, nhưng mà tôi nghĩ thì tốt hơn là có sự linh hoạt. Linh hoạt ha, đừng có cố định. Rồi các bạn nhớ gạch dưới cái này ha, để biết bỏ đáp án đằng trước. Bỏ cái câu A. Tại vì nó có sai lại cho bài khác. Rồi cho bản thân bạn một cái sự đối đãi tốt. Give yourself a nice treat. Nice treat chính là reward. Đối đãi tốt thì nó nhiều ha, nhưng mà trong đây đó chính là cho bản thân mình cái phần thưởng. A nice treat. Một cái đối đãi tốt, a reward. Give yourself thì đúng rồi. Every time you reach one of your goals. Mỗi khi bạn đạt mục tiêu. Và đừng có bực bội khi bạn thụt lùi. Nó là cả quá trình ha. Và cần phải kiên định để vượt qua khó khăn. Rồi thật ra bài này thì không khó lắm. Bây giờ thì các bạn vẫn sẽ nghe lại script. Nghe lại script nghe rồi mình sẽ qua phần số 3. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. So, if you're one of those people who hasn't found the perfect physical activity yet, here are some things to think about which might help you make the right decision for you. The first question to ask yourself is whether you would enjoy training in a gym. Many people are put off by the idea of having to fit a visit to the gym into their busy day. You often have to go very early or late, as some gyms can get very crowded. But with regular training, you'll see a big difference in a relatively short space of time. Running has become incredibly popular in recent years. That's probably got a lot to do with the fact that it's a very accessible form of exercise. Anyone can run, even if you can only run a few meters to begin with. But make sure you get the right shoes. It's worth investing in a high-quality pair, and they don't come cheap. Another great thing about running is that you can do it at any time of day or night. The only thing that may stop you is snow and ice. Swimming is another really good way to build fitness. What attracts many people is that you can swim in an indoor pool at any time of year. On the other hand, it can be quite boring or solitary. It's hard to chat to people while you're swimming lengths. Cycling has become almost as popular as running in recent years. That's probably because, as well as improving their fitness, many people say being out in the fresh air in a park or in the countryside can be fun. Provided the conditions are right, of course. Only fanatics go out in the wind and rain. Yoga is a good choice for those of you looking for exercise which focuses on developing both a healthy mind and body. It's a good way of building strength, and with the right instructor, there's less chance of hurting yourself than with other more active sports. But don't expect to find it easy. It can be surprisingly challenging, especially for people who aren't very flexible. Getting a personal trainer is a good way to start your fitness program. Obviously, there can be significant costs involved, but if you've got someone there to encourage you and help you achieve your goals, you're less likely to give up. Make sure you get someone with a recognized qualification, though, or you could do yourself permanent damage. Before you hear the rest of the radio program, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Whatever you do, don't join a gym unless you're sure you'll make good use of it.
So many people waste lots of money by signing up for membership and then hardly ever go. What happens to their good intentions? I don't think people suddenly stop caring about improving their fitness or decide they have more important things to do. I think people lose interest when they don't think they're making enough progress. That's when they give up hope and stop believing they'll ever achieve their goals. Also, what people sometimes don't realize when they start is that it takes a lot of determination and hard work to keep training week after week, and lots of people don't have that kind of commitment. One thing you can do to help yourself is to set manageable goals. Be realistic and don't push yourself too far. Some people advise writing goals down, but I think it's better to have a flexible approach. Give yourself a really nice treat every time you reach one of your goals. And don't get too upset if you experience setbacks. It's a journey. There are bound to be difficulties along the way. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. Now turn to Rồi các bạn qua phần số 4. Số 4 nhé. Rồi bây giờ tới phần nâng cao nha các bạn. Giờ tới phần nâng cao nhé.